biết không anh biết không? Em là gì? Em gái vườn một đời trong trắng dầm mưa giăng nắng em biết yêu trắng đẹp ngày hôm. Rõ ngọn ngành ông vợ Kevin De Bruyne vào phòng và nói: "Trong đội của tôi, cậu là một cầu thủ quan trọng và tôi hiểu cậu và Courtois không thể chơi cùng nhau được. Nếu cậu muốn, tôi có thể tống cổ cậu ấy ra khỏi đội tuyển quốc gia." Nhưng Kevin đã từ chối, dù có lý do là gì đi nữa, tôi cũng không có quyền quyết định số phận của Courtois. Anh ấy là một thủ môn giỏi và xứng đáng được chơi cho đội tuyển quốc gia, anh viết trong cuốn tự truyện của mình. Hãy subscribe cho kênh được.
tưởng rằng may mắn tìm được nhau, nào ngờ đâu đất đoạn dày ta trái kia này có duyên nhưng chẳng có phận. Anh được đi lên từ mồ hôi máu rơi hào hùng cả con Cristiano Ronaldo.